vẩy 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 các kiểu này mình sút. Muốn chén nữa. Kể con mái về nó vui hơn. Sao nó không nhảy lên cái cành kia nhỉ? Toàn nhảy lung tung, nhiều quá. Vừa tít dưới nhau. Đấu mình quay rồi không bỏ mỏ tí gì. Mong cả mồi. Mỗi cái tay mình không lên. Mình phải nhảy lên cái cành cong cong trước mặt mồi nhỉ. Những cành đấy chỉ là bay bay ngoài. Hôm nào về sao? Nhiều con lắm ý. Có phải dưới hay quá. Màu xanh được kéo về mấy con.